Em nói sang phần giáo viên được ạ. Sau khi đưa học sinh vào lớp thì nhiệm vụ tiếp theo của giáo viên nó là đưa các cái giáo viên bộ môn vào lớp ạ. Vì mình đang xây dựng một cái lớp cố định nên là mình phải đưa tất cả các giáo viên bộ môn vào đấy để giáo viên bộ môn có thể đưa học liệu của môn học mình lên cái lớp học này. Phần lớp học ảo em sẽ làm sau phần giáo viên ạ. Để đưa giáo viên vào lớp học này thì các thầy cô sẽ tích vào giáo viên, tích vào chức năng, thêm từ danh sách người dùng ạ. Thì thầy cô sẽ, đây là danh sách toàn bộ giáo viên trong trường, thì thầy cô sẽ chọn những cái giáo viên mà dạy bộ môn mà dạy lớp mình để đưa vào lớp. Các thầy cô không nghe rõ ạ? Các thầy cô không nghe rõ ạ? Thầy cô nghe rõ ạ. Em nói lại phần này nhá. Sau khi đưa học sinh vào lớp rồi thì là các thầy cô sẽ phải đưa giáo viên vào lớp đúng ạ? Thầy có giáo viên và học sinh thì mới dạy được đúng ạ? Thì chúng ta sẽ tích vào giáo viên, tích vào chức năng và chọn thêm từ danh sách người dùng ạ. Và thầy cô sẽ tìm kiếm, có mục tìm kiếm đấy này. Các thầy cô có thể tìm kiếm hoặc là các thầy để thêm giáo viên vào. Đấy, thầy cô sẽ chọn những cái giáo viên bộ môn mà mình sẽ thêm vào và để dạy vào lớp mình. Và thầy cô sẽ tích vào lưu ạ. Chức năng này thì là thường là giáo viên chủ nhiệm sẽ làm, nhưng mà đối với cấp tiểu học thì chắc là quản trị nhà trường sẽ hỗ trợ các giáo viên trong trường ạ. Các thầy cô, khi mà các thầy cô đưa giáo viên vào cái lớp học này thì là các giáo viên này cũng là có quyền gần bằng là giáo viên chủ nhiệm ạ. Tức là họ có quyền tạo các cái chương mục, tạo các cái tên học liệu để cho học sinh tham gia học, chấm bài. Tất cả các chức năng mà giáo viên chủ nhiệm là có thì là giáo viên bộ môn này sẽ có để thực hiện được ạ. Các thầy cô hiểu chưa ạ? Có cần nói lại phần này được không ạ? Em nói lại phần này nhá. Sau khi các thầy cô có học sinh trong lớp đầy đủ rồi đúng không ạ? Thì các thầy cô sẽ đưa các cái giáo viên bộ môn vào cái lớp học này để chúng ta bắt đầu đi dạy học. Thì thầy cô sẽ tích vào mục giáo viên ạ. Tích vào chức năng ạ. Chọn thêm từ danh sách người dùng ạ. Khi chọn chức năng này thì hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ các cái giáo viên trong trường cho các thầy cô thấy ạ. Ở đây thì có hỗ trợ chức năng tìm kiếm để giúp cho thầy cô là tìm kiếm các cái danh sách giáo viên mà cần đưa vào lớp ạ. Thì thầy cô có thể nhập thông tin tên của giáo viên rồi tích vào nút tìm kiếm để tìm kiếm giáo viên cần thêm vào ạ. Được chưa ạ? Sau khi tìm thấy tên giáo viên cần thêm vào thì thầy cô sẽ chọn tích chọn giáo viên cần thêm vào ạ. Mà thực hiện lưu ạ. Và như vậy thì em vừa đưa thầy Phan Văn Chiến này vào cái lớp này để tham gia giảng dạy cùng giáo viên chủ nhiệm ạ.